sau nhiều tháng ngày đắn đo, chủ quán nhậu hải sản Nha Trang tại đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phải nói lời chia tay với mặt bằng làm quán nhậu đã gắn bó gần 6 năm nay để chuyển qua mô hình bán online vì không trụ nổi qua các đợt dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 5 tháng qua, cứ mở mắt ra, ông chủ trẻ tuổi phải suy nghĩ đến số tiền mặt bằng phải gánh, đến độ bạc cả tóc, thậm chí phải cạo đầu để vợ con nhìn đỡ lo lắng. Còn thời gian từ tháng 8 cho tới tháng 10 mình quyết định được. Tại vì dù sao thì cũng đây, cái này cũng là cái tâm huyết của mình và mọi người cũng biết nó nhiều. Khi mà mình bỏ nó thì thực sự là rất là buồn. Ai mà cũng vậy, cả đứa con tinh thần của mình sinh ra và gắn bó đến mấy năm trời mà sao mà mình không buồn được. Ai cũng vậy cả thôi. Thực sự thì để một ngày mà không có doanh thu mà phải suy nghĩ là cái này cái vài một ngày 1 triệu để trả tiền mặt bằng, 1 triệu để tiền hoàn cho người đã doanh thu là thì lại không có. Giãn cách xã hội thì kéo dài. Thì không biết khi nào ấy thì lúc đó thì mình mới thì thôi bỏ chạy lại đi để cho nó nghỉ cái đầu bớt và tập trung vào cái công việc kinh doanh online của mình. Chú chó này được anh Phương nuôi cách đây 1 năm, nhưng từ khi trả mặt bằng anh cũng để lại cho người hàng xóm cảnh quan. Gặp lại chủ cũ, chú chó tên Trích quấn quýt xa vào chân chủ để nhịn nhục. Ở nhà lúc mà nửa tháng trời ấy, anh về cho mình, anh về cho Bình Thạnh thì để chỗ này nó ăn ngủ nhà hàng xóm, thế là sau đó sang quán hàng xóm nó thôi để hàng xóm luôn. Anh Phương chỉ là một trong số hàng chục chủ quán lâm vào cảnh khốn khổ sau 2 năm dịch bệnh. Dẫn phóng viên đi một vòng khu phố đường 23 thuộc phường Bình Chánh, nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực sôi động nhất nhì thành phố Thủ Đức vào chiều cuối tuần, ông chủ quán nhậu có gần 7 năm kinh doanh lắc đầu ngán ngẩm. Nó chưa bao giờ chứng kiến khung cảnh ảm đạm như vậy. Quán đặc sản biển Cô Ba, những ngày chưa có Covid-19 thường đông đúc khách từ 11 giờ trưa đến đêm khuya, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Nhưng đây là những gì phóng viên ghi nhận vào chiều 13 tháng 11. Chiều thứ bảy, quán chỉ còn lại 1-2 nhân viên làm công việc quét dọn, xếp bàn ghế chồng lên nhau, không một bóng khách qua lại. Cách đó không xa, hàng loạt mặt bằng rộng rãi vài trăm mét từng kinh doanh các món nhậu hấp dẫn như dê tươi, bò tơ, ốc hẹ cũng chưa đầy điểm cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng. Cả khu phố im lìm vắng vẻ. Để tồn tại qua các đợt dịch, các chủ quán phải chuyển mô hình sang bán mồi nhậu món ăn online. Không chỉ mặt bằng rút gọn mà nhân sự cũng phải tinh giản từng bước để có thể duy trì hoạt động kinh doanh buôn bán. Thì giờ mình chỉ còn 2 người à, có tối ưu hóa nhân sự luôn. Chỉ cái đơn lấy về xong rồi có những cái gói sốt hết sẵn thì mình chỉ đi một là gửi cho khách lạc, hai là mình tự làm người ta. Và khi mà khách mà không chế biến chưa cái quy trình nó như thế nào mà khách không thể là biết được thì khách có thể gọi Zalo cho mình hoặc là gọi hỏi cho mình sẽ hướng dẫn là cái quy trình nó là như thế nào. Mô hình bán online đang cho thấy những hiệu quả khả quan với các chủ quán nhậu. Mặc dù chỉ mới vừa bán 15 ngày, kể từ sau khi trả mặt bằng lớn, chủ quán đã nhận được nhiều đơn hàng tươi sống hoặc chế biến sẵn nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống tại nhà của khách hàng. Số lượng đơn thì nó tầm độ rơi vào khoảng 50 đơn, nhưng mà cái số lượng món trên đơn rất là nhiều. Cái tâm lý nhu cầu khách vẫn là tập trung anh em ăn uống, nhưng mà hạn chế đi ra quán. Rồi những ngày cuối tuần thì nó đang khổ hơn mong muốn. Chủ quán kết hợp bán cả đồ tươi sống lẫn các gói sốt gia vị được dùng cô đặc. Khách có thể lựa chọn mua về tự làm hoặc nhiều quán chế biến với khoản phụ thu không đáng kể. Nhưng mà cái đầu tiên chỉ là bán hải sản sống thôi, nhưng mà lấy nhu cầu của khách là chế biến xong rồi chỉ mới làm khô bếp, không phải các thứ để về tiện hướng phục vụ cho khách này. Mình mới làm đó, mình phải làm quen khách với lại là cái gì cũng vậy, nhưng mà mình cũng không lấy lời nhiều, tức là chỉ đủ, nói chung là để đủ để mình duy trì cái lợi nhuận á, để mà làm tiếp thôi. Bởi vì nếu mà tính ra so với ở nơi khác bán thì giá mà mình đưa ra thì nó quá phù hợp hợp lý, nó thậm chí là có nhiều mặt hàng còn rẻ hơn cả giá chợ nữa, nướng hay là lẩu hay là gì thì cũng thu thêm có mấy chục nghìn thôi à. Với nguyên liệu tươi và kinh nghiệm chế biến nhiều năm ở quán nhậu, việc bán hải sản, đồ ăn, mua nhậu online đang là biện pháp hiệu quả giúp nhiều chủ quán có nguồn thu nhập để dần khôi phục kinh doanh hậu giãn cách xã hội.